Ở đời, tốt không đúng sẽ hóa thành họa. Quý vị thân mến, dân gian có câu, đấu gạo dưỡng ân, gánh gạo dưỡng thù. Ý muốn nói, một người khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, thậm chí sắp chết đói, bạn cho anh ta một đấu gạo, đồng nghĩa với việc cứu sống anh ta. Anh ta sẽ cảm kích, ghi nhớ công ơn của bạn, xem bạn là ân nhân. Nhưng nếu bạn cứ giúp anh ta mãi, nó sẽ khiến anh ta trở nên lười biếng, phụ thuộc, khiến anh ta coi sự giúp đỡ của bạn là đương nhiên. Một ngày nào đó, khi bạn không giúp anh ta nữa, anh ta ngược lại sẽ xem bạn là kẻ thù. Cuộc sống sẽ tốt đẹp biết bao khi có những tấm lòng lương thiện sẵn sàng giúp đỡ người khác. Tuy nhiên, cũng thật tai hại khi lòng tốt đó lại đặt vào không đúng chỗ. Đặc biệt là trong 4 trường hợp sau đây, quý vị hãy cùng chiêm nghiệm nhé. Trường hợp thứ nhất, giúp người lại thành hại người. Lòng từ bi thương người thường khiến chúng ta muốn ra tay giúp đỡ người khác qua cơn hoạn nạn. Nhưng trong nhiều trường hợp giúp người khác mà thiếu đi đầu óc, không nhìn về toàn cục mà chỉ thấy cái trước mắt, cuối cùng lại thành mắc oán. Bởi chính việc giúp đỡ người khác đó lại là nguồn cơn gây ra họa hại. Câu chuyện sau đây là một minh chứng như vậy. Có một đoàn khách du lịch nọ vào khu bảo tồn tham quan, có một con linh dương nhỏ rất đáng yêu chạy đến. Các du khách xuống lại chụp ảnh, lại cho cả đồ ăn lẫn nước uống. Đột nhiên, đội trưởng đội bảo vệ của khu bảo tồn liền lao đến, đuổi con linh dương đi, không cho phép các du khách gần gũi với con linh dương nữa. Sau đó, viên đội trưởng này liền giải thích với các du khách rằng, mọi người đối xử với những con vật như vậy, thật ra là hại nó. Được yêu thương đối xử tốt, những con vật này sẽ nghĩ ai cũng thân thiện, ai cũng là người tốt, không sớm thì muộn sẽ trở thành mồi ngon của những kẻ săn trộm. Có lúc, lòng tốt quá mức sẽ gây hại cho mình và cho người khác. Lòng tốt mà thiếu đi những suy nghĩ cân nhắc chỉ mang lại những điều xấu. Lại có một câu chuyện khác kể về lòng trắc ẩn khi đặt sai người, sai lúc, thậm chí có thể gây nên những hậu quả khôn lường. Đó là về vụ tai nạn thảm khốc khiến cho 7 người thiệt mạng vào năm 2021 khi một xe tải chở keo đâm vào ta luy dương ở huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa. Nguyên nhân là do chở quá tải trọng cho phép quá nhiều, chở quá số người quy định trong cabin và rồi tất cả đều bỏ mạng khi chiếc xe đó đổ đèo. Nhưng sâu xa hơn là do lòng trắc ẩn của lực lượng chức năng. Khi được hỏi, một chiến sĩ cảnh sát giao thông bộc bạch, đúng ra khi kiểm tra thì phải cân xe, đo kích thước thành thùng và khi xử lý phải lập hết lỗi. Nhưng nếu làm như vậy thì người dân lấy gì nộp phạt? Bởi phạt một lần có khi bằng giá trị cả một xe keo. Mà để có một xe thì người dân phải trồng mất 4-5 năm, thuê người lên rừng thu hoạch, bóc vỏ rồi vận chuyển về bãi tập kết. Chỉ cần cảnh sát giao thông làm gắt, xe không chạy, lập tức dân sẽ không bán được gỗ. Nhưng cũng nhiều người phân tích rằng chúng ta chia sẻ với những hoàn cảnh người dân còn khó khăn. Tuy nhiên, cũng không thể biện minh cho việc làm ngơ cho vi phạm chỉ vì thương người nghèo. Lực lượng chức năng không thể vì cái nghèo, cái khổ mà châm trước. Bởi lòng tốt không đặt đúng chỗ, có khi sẽ gây họa cho người khác. Bởi ai dám chắc rằng chính vì sự nương tay, làm ngơ cho vi phạm đó sẽ dẫn tới hậu quả là một vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Với vụ tai nạn ở Thanh Hóa làm 7 người chết, chắc gì chiếc xe đã gặp nạn nếu như không chất đến 30 tấn keo tràm. Chắc gì số nạn nhân đã lớn đến thế, nếu như tài xế không cho đến 7 người ngồi trong cabin. Tình yêu thương, sự chia sẻ và cảm thông lẫn nhau là điều vô cùng đáng quý, vì cho đi là còn mãi. Nhưng lòng tốt của một người thuộc về phạm trù đạo đức nhiều hơn là bổn phận. Nếu cảm thấy trường hợp nào đó không xứng đáng được giúp đỡ thì hãy cứ thẳng thừng từ chối. Đó cũng là góp phần ngăn ngừa
việc một số người ỷ lại hoặc trục lợi bất chính từ lòng trắc ẩn của người khác. Trường hợp thứ hai, giúp người khốn khó, không giúp người lười, cứu người cấp bách, không cứu người nghèo. Chị Loan chuyển về xóm mới được gần 2 năm nay. Cạnh nhà chị là một gia đình nông dân nghèo. Vì nghĩ gia đình mình có điều kiện hơn nên chị thường xuyên chia sẻ giúp đỡ gia đình hàng xóm. Bình thường có miếng ngon nào, chị Loan cũng để dành một phần để biếu gia đình nhà bên. Vào những dịp lễ Tết, mùa màng, lúc thì chị cho tiền, lúc chị mua thực phẩm đem cho. Những lúc gia đình hàng xóm ốm đau, chị Loan lại vận dụng các mối quan hệ để lo lắng và tìm thầy thuốc giúp đỡ. Gia đình người hàng xóm cứ nhận lấy tất cả sự giúp đỡ của chị Loan mà chẳng có hề sự đáp nghĩa nào. Chị cũng không thấy quan trọng bởi cuộc sống của mình cũng không thiếu bất cứ thứ gì. Chị chỉ nghĩ bán anh em xa, mua láng giềng gần, mình chỉ cần tốt với họ thì tình cảm sẽ gắn bó và khăng khít hơn. Hai gia đình cứ như vậy tình cảm với nhau, cho đến một ngày, gia đình hàng xóm cần tiền để mua chiếc xe máy cho con, đường đột sang vay tiền chị Loan. Chẳng may, lại đúng lúc gia đình chị Loan có việc, vừa gom hết tiền để trang trải nên không có cho vay. Thế là chị vợ của gia đình kia quay ngoắt sang xưng xỉa, nói này nói nọ. Đến lúc ấy, chị Loan mới vỡ lẽ là mình đã sai trong đối nhân xử thế. Lòng tốt của chị đã cho đi quá vô tư, đến mức khiến gia đình kia xem đó là nghĩa vụ, là điều hiển nhiên chị phải làm với họ. Không giống như chị Loan, chị Hải lại nổi tiếng là một người chu đáo, tốt bụng. Trong cơ quan chị, không có việc riêng của người nào mà chị không quan tâm lo lắng. Ai cần gì, trong điều kiện của mình, chị đều nhiệt tình giúp đỡ, thậm chí chị còn nhờ cả người thân chia sẻ. Lâu dần, việc nhận sự quan tâm, giúp đỡ của chị Hải trở thành thói quen của một số người trong cơ quan. Khi phải đối mặt với bất kỳ việc lớn, việc nhỏ nào, họ cũng tìm đến chị để được giúp đỡ. Thậm chí có những việc hoàn toàn có thể làm được, họ vẫn ỷ lại vào chị. Chị Hải cứ vô tư giúp đỡ mọi người như vậy mà không hề suy nghĩ việc mình làm có thật sự tốt hay không. Tuy nhiên đến một ngày, chị Hải bỗng giật mình tự hỏi liệu có phải lòng tốt của mình đã trở thành điều hiển nhiên trong suy nghĩ của một số người. Ấy là lần một đồng nghiệp trong cơ quan bày tỏ muốn chị giúp chuyển việc cho người thân trong gia đình. Chị Hải từ chối vì chị vừa nhờ cậy người ta giúp đỡ một người thân của mình đúng ở lĩnh vực đó. Thế là chị bị trách móc, giận hờn. Thậm chí người kia còn nói những lời không tốt sau lưng chị, cho rằng chị vô tình với đồng nghiệp. Đối xử tốt với mọi người là điều cần thiết trong xã hội. Tuy nhiên, để lòng tốt phát huy giá trị của nó, thì mỗi người đều cần biết điều tiết tránh lòng tốt của mình trở thành điều hiển nhiên, thành trách nhiệm mình phải làm. Điều đó rất dễ gây ra những phản ứng tiêu cực, ảnh hưởng đến mối quan hệ giao hảo với mọi người. Trong bộ phim Bố Già, có một câu thoại như thế này. Lòng tốt không có giới hạn, sẽ chỉ khiến đối phương được nước lấn tới. Nhân từ mà không có nguyên tắc, sẽ chỉ khiến đối phương có voi đòi tiền. Khi lòng tốt không có giới hạn và nguyên tắc, thiện sẽ sinh ra ác ý, khiến đối phương điềm nhiên nhận lấy lòng tốt của bạn, rồi đạp đổ thiện chí của bạn một cách vô tình. Đợi tới khi bạn không thể giúp được họ nữa, họ cũng sẽ đáp trả lại bạn bằng sự hận thù. Vì vậy, giúp người khốn khó, không giúp người lười, giúp người đang khó khăn cấp bách, không giúp người nghèo. Hành thiện cũng cần nên biết khi nào nên và khi nào thì không nên. Trường hợp thứ 3, lương thiện là tích đức, nhưng ngu ngốc thì không phải. Nhân chi sơ tính bản thiện, lương thiện vốn dĩ là bản tính của con người. Chính vì sự lương thiện mà thế giới mới ngập tràn sự ấm áp và hy vọng. Nhưng lương thiện cũng cần tới trí tuệ, cần tới sự sắc bén đầy lý tính. Sự lương thiện vô tri chính là ngu xuẩn. Ngày xưa có một thiền sư ngồi bên dòng sông, bỗng nhiên nghe thấy động tĩnh lạ,
hóa ra chỉ là một con bọ cạp bị ngã xuống nước và đang cố gắng vẫy vùng để thoát ra. Vị thiền sư đưa ra vớt con bọ cạp ấy lên, nhưng không may lại bị nó chích một phát vào tay. Ông nhẫn nhịn chịu đau rồi thả con bọ cạp xuống đất, liên tục ngồi thiền. Một lúc sau, con bọ cạp lại rơi xuống nước, thiền sư lại đưa tay ra vớt nó lên, rồi lại bị nó chích thêm một phát nữa. Sau đó, con bọ cạp lại rơi xuống tiếp, thiền sư lại vớt nó lên và lại bị nó cắn nữa. Có một ngư dân trông thấy liền hỏi thiền sư: "Con bọ cạp ấy cắn người hết lần này đến lần khác, sao người lại còn cứu nó vậy?" Thiền sư nói: "Chích người khác là bản tính của nó, còn từ bi lại là bản tính của ta." Lúc này, con bọ cạp lại rơi xuống nước. Khi thiền sư đang định đưa tay ra vớt nó lên, thì ông lão ngư dân đã lấy một cành cây đưa xuống nước. Con bọ cạp lần này leo cây rồi tự bò lên mặt đất. Ông lão ngư dân nói: "Từ bi không sai, nhưng trước tiên hãy từ bi với chính mình, bảo vệ mình trước, rồi mới từ bi với chúng sinh." Lương thiện là chuyện tốt, nhưng cũng cần nhắc tới sự sắc bén trí tuệ. Lòng người phức tạp, thế gian nguy hiểm, sự lương thiện vô tri, không lý tính sẽ chỉ khiến những người có lòng tham vô đáy càng được nước lấn tới, khiến người mưu đồ không hay thừa cơ đục nước béo cò. Cuối cùng, người tổn thương lại là chính mình. Và cuối cùng, trường hợp thứ tư, lương thiện là đáng quý nhưng cần dành cho người xứng đáng. Thế gian này, chân tâm chưa chắc đã đổi lại được sự thật. Lòng tốt của bạn, nếu trao nó cho người có lòng tham vô độ, sẽ chỉ đổi lại được sự lạnh lùng và thất vọng. Lòng tốt của bạn đem cho người vô ơn, sẽ chỉ nhận lại được sự lật mặt vô tình. Lương thiện không được mù quáng, hãy trao cho người xứng đáng. Một người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội nọ, nhờ vào danh tiếng của mình, anh đã vận động và quyên góp được một số tiền lớn. Anh đem số tiền ấy đi tặng cho hơn 200 trẻ em nghèo, trong khi mình thì vẫn ở nhà cấp 4, đồ đạc cũng không có gì giá trị. Cho tới năm 2005, anh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, tiền chữa trị vô cùng đắt đỏ. Khi bạn bè của anh tìm tới những học trò nghèo khi xưa mà anh từng giúp đỡ, thứ họ nhận lại được chỉ là: "Lương tháng này của tôi chưa có được tí tẹo, không thể giúp chú ấy được. Ngày xưa khi giúp tôi, chú ấy cũng đâu mong được báo đáp gì. Tôi không có tiền, cũng không rảnh đi thăm chú ấy, đừng gọi điện tìm tôi nữa." Người không hiểu thế nào là biết ơn, không đáng để bạn bỏ xa lòng tốt, lấy oán báo ân, không xứng đáng với sự thật tâm mà bạn bỏ ra. Lòng tốt hãy để lại cho những người có ơn báo ơn. Sự thật lòng hãy để dành cho những người có tình có nghĩa. Đừng lãng phí thời gian và sức lực cho những người không đáng. Sự lương thiện của bạn nó đáng giá và quý báu hơn vậy nhiều. Quý vị thân mến, khi mà bạn quá tốt với mọi người, họ sẽ chỉ xem bạn là một phương án để giải quyết vấn đề. Mọi người sẽ chỉ đến với bạn khi họ nghĩ rằng bạn có thể giúp đỡ cho họ, bởi vì họ chỉ xem bạn như một công cụ giúp họ đạt được mục tiêu. Loại người này có thể vượt khỏi tầm kiểm soát nếu bạn không đặt ra ranh giới ngay từ đầu. Chìa khóa để giúp bạn thoát khỏi các phiền phức là tìm cách nhẹ nhàng từ chối mà không cần cung cấp bất kỳ lý do nào hay giải thích kỹ lưỡng để tránh dẫn tới tranh luận. Đôi khi, bạn nên để người khác tự giải quyết vấn đề của mình hoặc giới thiệu họ với người có thể giải quyết nó, chứ không nên ôm hết mọi việc vào mình. Còn đối với những ai không hiểu rõ đạo lý biết ơn, hãy nhớ rằng lòng người phải biết uống nước nhớ nguồn, có ơn thì phải báo ơn, tuyệt đối đừng được nước lấn tới vong ơn bội nghĩa. Người hành thiện bó tay với bạn, nhưng ông trời ắt sẽ có cách với bạn. Gieo nhân nào sẽ gặp quả nấy.